Chiều 31 tháng 7, ngay sau khi đối tượng gây ra vụ án nổ súng cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba, thành phố Huế, hạ và giao nộp khẩu súng AK cho cơ quan chức năng, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành thực nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra vụ án theo quy định pháp luật. Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba, nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng. Sau đó đối tượng đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội. Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Công an tỉnh, Công an thành phố Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng và ngăn không để người dân di chuyển vào hiện trường. Lúc này, đối tượng có biểu hiện kích động muốn tự vẫn. Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và chỉ huy cán bộ phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã trực tiếp tiếp cận, trò chuyện, động viên và thuyết phục. Sau đó đối tượng đã giao nộp vũ khí. Bước đầu xác định đối tượng tên là Ngô Văn Quốc, 38 tuổi, trú thị xã Hương Thủy. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.